Và đời hiện tại, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương vô biên thế giới cũng đều nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này, hiện chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nay ta Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này, mà cũng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trời Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa này là đại ba la mật đa, là vô thượng ba la mật đa, là vô đẳng đẳng ba la mật đa. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại bồ tát đều nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này, biết được sự sai khác về tâm hành của các hữu tình. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát trong suốt thời gian tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể như thật biết tất cả sự sai khác về tâm hành của các hữu tình. Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chỉ nên hành bát nhã ba la mật đa hay cũng nên hành năm ba la mật đa kia nữa? Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát nên hành đủ sáu pháp ba la mật đa, nhưng khi hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, quán các pháp đều lấy bát nhã ba la mật đa làm đầu. Này Kiều Thi Ca, ví thân cảnh hoa lá, quả trái của cây cối trong châu thiệm bộ, dù có nhiều thứ hình loại chẳng đồng, nhưng nó đều có khả năng che bóng mát như nhau, đầy đủ công đức lớn được mọi người nương tựa. Cũng vậy, sáu pháp ba la mật đa, mỗi pháp tuy đều có khác, nhưng nhờ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa hộ trì và hồi hướng trí nhất thiết trí, các tướng sai khác đều bất khả đắc, đầy đủ đại công đức được mọi người nương theo. Bấy giờ Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa thành tựu công đức rộng lớn thù thắng, thành tựu tất cả công đức thù thắng, thành tựu viên mãn công đức thù thắng, thành tựu vô lượng công đức thù thắng, thành tựu vô biên công đức thù thắng, thành tựu vô số công đức thù thắng, thành tựu vô đẳng công đức thù thắng, thành tựu vô tận công đức thù thắng. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói.